Rồi bây giờ nhá, có được vị trí thầy để lại đường này để chúng ta tạo mối ghép của lông đai ốc, đúng không? Đúng không? Tạo mối ghép của lông đai ốc ở trên này thì mình kích vào vị trí của đất home này, trong parametric này. Đây, trong vị trí của skill connect này. Đúng không? Mình chọn cái skill này. Chọn cái skill này. Rồi mình chọn cái con này này, socket style này, head style này. Rồi, con này của mình nhìn ở đây nó là em ở mấy? Em ở mấy? Các bạn có nhìn thấy nó em ở mấy không? M8. Sao M8? Ở đâu? M3. M3. Chạy đi đâu mất tiêu rồi. Đây. Rồi mình chọn con 4762 này cho thầy này, chọn cái vị trí của hình chiếu này này, đúng không? Có washer không? Có washer không? Khi lắp không? Không có washer, trên vị trí của này là lỗ thông cho cái lỗ thứ nhất, đúng không? Chúng ta chọn lỗ counterbow này. Dạ. Yeah. Rồi, mình nhìn trên vị trí chỗ này này. Rồi, lỗ này là lỗ gen và lỗ này là lỗ gen. Gen cả. Chúng ta chọn cho thầy cái 262 hoặc là matrix cũng được này. Thấy chưa? Đó, thì chúng ta chỉ có trên vị trí chỗ này thôi, đúng không? Và con này là con M3. Chúng ta chọn next này. Sau đó này chúng ta đã có đường dẫn này rồi thì chúng ta chọn trên vị trí của điểm này là xong. Kéo đến khe hở điểm kết thúc của lỗ thứ nhất chính là vị trí của điểm này. Đúng không? Rồi thì bây giờ này mình đánh cái GL1 này, GL2 cái khe hở trên vị trí chỗ này rồi mình next nó một cái. Và mình chọn cái nào? Có phải chọn cái này không? Chọn cái đầu tiên, finish nó một cái. Được chưa? Thì nó ra luôn tiêu chuẩn này. Nó ra luôn tiêu chuẩn mình nhìn này. Đây này, 3 này, mình cái 5.5, 6.5 ở đây này. Đó, thì mình nhìn ở đây mình chọn ok nó cái này. Đó, nhưng đây mới là mới là cái chiều dài của cái con lỗ này thôi. Chiều dài con lỗ này, con mùa đông này chiều dài nó bao nhiêu biết không? Biết không? Biết không thì phải dựa trên đây này. Dựa bên đây này. Đằng này nó bằng này này. Đây này. Này bằng bao nhiêu? 6.5 là 8.5 đúng không? Thì bây giờ trên vị trí chỗ này mình chọn con này nó chính là bằng mấy? Mấy? 8 đúng không? 8 hoặc 6 đúng không? Enter, giết nó một cái, kéo nó ra thêm một cái nữa, chiều dài của cái lỗ này nữa. Chứ mình có thể đánh trên vị trí từ đây đến đây, từ đây ra đây một đoạn nữa mình đánh nó lớn hơn chút. Ví dụ như là cho đây là mình ước lượng này, ước lượng cái chiều sâu của lỗ gen này thấy không? Đây này mình có thể cho chiều sâu này tính ở đây này, tính đây là không này. Miễn sao cái chiều sâu của lỗ khe này nó lớn hơn vị trí chỗ này là được. Được chưa? À, ví dụ này những con này nó là 3 đây này. À, được chưa? Thì có phải dài còn đó không? Đúng không? Còn không thì mình sửa lại đây mình có thể chọn lại đúng không? Chọn next, chọn next, chọn finish. Đây, được chưa? Ví dụ con này tiêu chuẩn nó bằng 8. Yes. Rồi, chiều sâu của lỗ khoan ở đây tính ra bằng 5. Nằm như vậy ấy, lúc nãy mình tính đây là từ đây ra đây này. Ở đây bằng 0 mà bên cái lỗ này, đây bên cái lỗ này bằng mấy đây? Đến cái lỗ chiều sâu như vị trí này là 6.5 và 8.5 thì mình đánh trên vị trí chỗ này là 6.5 ở đây. Đây, từ đây trên vị trí chỗ này là 6.5 ví dụ vậy. À, thấy chưa? Đấy, có thể là chọn lại cái con bù lông này cho nó lớn lên này. À, next này. Nha, yeah, next này. Finish này. Rồi, ok này. Chiều dài con bù lông trên vị trí chỗ này là M10. Được chưa? Yes. Rồi, bên này nó là 6.5. Đó, được chưa? Tương tự như vậy, chúng ta chọn cho con ở dưới này. Rồi, chọn lại. Dễ quá thì dễ. Rồi, ISO, chọn lỗ này, lỗ này, chọn lỗ hâu, chọn lỗ gen này, được chưa? Con này là con M3, chọn next, rồi sau đó mình chọn điểm ở đây, đó, kích vào vị trí của next, kích vào vị trí của finish, rồi ok, chiều dài con này là 10, giết cho cái xuống nó xuống là 6.5, enter là xong. Ô, mình bắt nhầm vị trí chỗ này rồi đây này. Đó, mình bắt cái vị trí của điểm sai rồi đó. Mình phải control Z lại nhé.
Đấy. Rồi, chọn con này, đúng không? Lỗ này, lỗ bậc này, lỗ này, lỗ gen này, lỗ gen cạn này, lỗ gen đầu tiên này. Đó, M3 này, chọn next này, bắt đúng vị trí của cái điểm nằm đây. Đó, điểm kết thúc của lỗ thứ nhất. Đúng rồi, next, finish, ok. Con này 10, yes. Chiều dài nó 6.5, ok. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Đấy, có được con này xong thì con cho ôn V luôn cho thầy. Con cho ôn V luôn, kích vào vị trí của đầu con bù lông này. Top, chỉ vào đây. Chỉ vào cái điểm đây này. Được chưa? Đúng không? À, tương tự như vậy nhá. Con cho ôn V. Chỉ vào con ở đây. Top. Nhưng bây giờ mình chỉ vào điểm này. Được chưa? Con chỗ ốn về. Chỉ vào đây. Top. Chỉ vào vị trí của cái điểm này. Rồi. Con chỗ ốn về. Chỉ vào đây. Top. Và chỉ vào vị trí của cái điểm này. Thấy không? Được chưa các bạn? Đấy, thì bây giờ trên vị trí chỗ này tiếp bây giờ đây, khi các bạn làm xong được đến thì đây này thì các bạn mới vẽ cái bánh đà cho thầy. Vẽ cái bánh đà này cho thầy. Đấy, còn không ấy thì thầy chỉ yêu cầu đến đây thôi. Đúng không? Thầy chỉ yêu cầu đến đây thôi, bạn thể hiện hình chiếu nó qua bên đây tiếp tục hết cho thầy. À, và tiếp tục thì gì? Bạn thể hiện tiếp cái con này qua bên đây lại. Đấy, như vậy bốn con này thì bốn con kia thì hai con kia thì nó nằm ở đằng sau. Đấy, mình chỉ chọn thôi. Ở đây là thầy xây dựng bài với cách là để cho các em làm sao mà các em thuận tiện nhất, em sử dụng cái này em đâu phải vẽ gì nhiều. Đó, đây. Đây, M3. Đúng không? Lỗ này. Này. Này, lỗ này. Này, đây. Rồi, mình chọn next nó một cái. Sau đó mình chọn trên vị trí của điểm này. Kéo vào đây. Rồi, next nó một cái, chọn cái này, finish. Rồi, ok. Con này chính là bằng 10. Ok, đường kính chiều đây nó chính là 6.5. Ok. Đó, đây, lát nữa mình đổ lại mặt cắt trên vị trí chỗ này nữa là xong. Mình đổ lại mặt cắt trên vị trí chỗ này, nó đang thiếu ở đây. Để hát cho một cái. Được chưa? Tương tự cái con này làm tương tự nữa này. Đâu mất nhiều thời gian đâu. Rồi, chọn con này, chọn con này. Tương tự như vậy, hoa sơ hấu này. Ê. Đó, này. Đây, được chưa? Chọn next này. Rồi, tiếp tục chọn điểm này. Bắt mình chọn lại á. Đây. Đây, M3 này.
Rồi, được chưa? Tiếp này, chọn next này. Rồi, next này, finish này, ok này. Đấy, 10 này, yes nó một cái này. Vào đây là 6.5 này, ok. Đấy, chỉ làm như vậy cho thầy thôi, đúng không? Bây giờ bạn thể hiện giả sử như này nhá. Thầy không yêu cầu vẽ cái này, giả sử thầy bỏ cái này đi. Được chưa? Giả sử thầy bỏ cái này đi. Thì nếu như bỏ cái này đi thì bạn lại phải vẽ hình chiếu sang đây cho thầy. Đúng không? Bạn phải vẽ cái hình chiếu của cái trục này sang bên đây cho thầy chứ. Đúng không? Ví dụ như side view trên vị trí chỗ này từ bên trên led sang đi. Ok. Đặt đúng vào vị trí của điểm này. Đó, được chưa? Được chưa? À, hình chiếu của cái trục này qua bên đây nhá. Thì nó có vị trí của thằng này, đường này sẽ là thừa này. Nên bạn phải chọn cái đường kính của cái nắp vào thừa những cái đường nào. Như vậy chúng ta nhìn vị trí chỗ này. Thì nếu như là có khang vị trí thằng này ở đây ấy, thì mình phải chiếu cái nắp sang, chiếu vị trí của cái nắp sang. Đấy, nhớ nha. Đó, đây này. Nếu như mình thầy chỉ yêu cầu chúng ta vẽ đến đây thôi mà không vẽ cái đằng kia thì bạn phải chú ý cái điểm này cho thầy. Đó, bây giờ mình sẽ phải ấn lại trên vị trí chỗ này. Đúng không? Ấn lại trên vị trí chỗ này, ấn lại trên vị trí chỗ này. Được chưa? À, được chưa? Đó, và bạn sẽ phải gióng lại sang này sang, tức là ấn này đi xong rồi. Xong rồi. Và bây giờ bạn sẽ phải ấn lại này sang, sử dụng lại này. Construction. Rồi, bạn phải xem này này, cái nắp này này, cái nắp này này, cái vị trí của cái bạc này, vị trí của cái bạc này, vị trí của cái nắp này, vị trí của cái nắp này. Đó, tương tự như vậy này. Được chưa? Đó, thì bên này nó thể hiện mấy đường này ấy, thì bạn chỉ việc là gì, chuyển layer đường này sang cái đường nét thấy và chúng ta chuyển làm thằng này thành mấy layer là xong thôi. À, thành mấy cái đường tròn là xong thôi. Chính là cái hình chiếu của cái nắp đó, đúng không? Được chưa? Bạn thấy chưa? Rồi, bạn xem cái này là cái của cái trục này ra đây thì nó là cái trục nó ra đây này. Đây. Đúng không? À, biểu thị ra 3/4 trên này. Vậy thì cái đường này nó là đường nào? Đây rồi, đường này nó là đường nào? Đường này. Bạn kiểm tra nó xem cho thầy xem này. Đó, thì đường này nó chiếu sang đây. Thì như vậy nó là hình chiếu của chỗ này đúng không? Đây đây đây. Đây đây đây. Chính là cái mà mình đang thắc mắc là cái này. Rồi, sang đây chính là đường kính của cái trục. Thì thằng này có không? Có không? Có không các bạn? Có. Ờ, à, đó. Và cái bạc này này có lòi ra không? Theo bạn cái bạc này có lòi ra đây, có thấy hình chiếu của nó giống như thầy vẽ này không? Theo bạn có thấy không? Có đúng không? Thì vẽ hình chiếu đúng chưa? Đó. Thấy không? Được chưa? Và xóa trên vị trí đường construction line này đi là xong. Và bên này nữa này, bên này chúng ta có một cái đường này ở đây thì bạn CB cho thầy. Bạn lấy mình cái nắp chỗ này thôi này. Đẩy nó sang bên đây cho thầy là xong này. Thấy chưa? Chưa? Và bỏ đường này đi. À, bỏ đường này đi. Thì đây có phải là bài của bạn không? Đấy, buổi chiều có thể là thầy chỉ yêu cầu nó đến đây thôi. Không cần phải có cái bánh đà, mặc dù trên đề của thầy có bánh đà thì nhưng thầy cũng yêu cầu nó đến đây thôi. Đó, và các bạn đánh số và tạo bảng kê được không?